buổi sáng mà mình khi không phú có khi nó cũng hôn trầm nhưng khi bị lễ phật hay niệm phật nhớ khi niệm đi chung cái miệng mình phải niệm ra đừng có không cái miệng có nghĩa là cái miệng không có động là nó dễ ngủ lắm không dễ đâu niệm cho cái miệng này dụ như ai di đào phật ai di đào phật mình niệm cho nó nó giống như nó 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 nó, nó, nó mạnh mạnh một chút quý vị làm cho mình tỉnh á như buổi sáng nguyên đi mình ngủ nên sáng giống như đó là một cách cũng hoạt động chứ không phải dẫn đâu ừ. nó làm cho mình tỉnh còn khi mà mình xá vật á xá càng sâu chừng nào thì người càng tỉnh chừng này còn kiểu mà xá lơ 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 bị xá như kiểu như <laughs> xá kiểu xá buồn ngủ là nó ngộ lắm nó nó làm cho mình mệt mỏi lắm tu là ngán ngẩm lắm khi dù, dù cho mình không chầm nhưng mà mình mình biết biết niệm phật là tốt khi mình xá vật mình xá xuống cho nó có lực chút vững chắc và khi mình xá mình chịu chút tí tí để cho bộ não mình nó tỉnh táo lại đó cũng là một phương pháp vị, giúp cho mình tỉnh táo quý vị biết có khi bằng đêm những đứa đâu ngủ nhiều đâu mà sáng thì rất là tỉnh là do ngay cái chỗ là khi vô công phu mình 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 sẽ tu nhiệt liệt hết mình một thờ nên mỗi một người chúng ta nghe đạo có những câu nhắc nhở mình hay lắm ngồi tâm sự gì chứ có những câu cũng nhắc mình hay lắm buổi sáng mình tu xong được nhắc nhở gì cái khi cả ngày mình đặc biệt câu này rất hay nè chúng ta bây giờ biết niệm phật và phát nguyện cầu sanh cực lạc rồi bây giờ mình tập sống thiệt thòi đa bằng con người mình sống trong cái cõi đời này khổ là ngay cái là mình không chịu thiệt thòi mà cái thiệt thòi là tính nhân quả vị, cái thiệt thòi là tính nhân quả. thật sự Nếu như mà mình mà, mà mà chấp nhận thiệt thòi là con người mình nó nhẹ nhàng và an lạc dữ lắm như kỹ câu tập sống thiệt thòi chấp nhận thiệt thòi và tập sống một ngày bình an vui một ngày thì nhớ nghe một ngày của mình là một đời của mình đó. một ngày là mở rộng ra một đời bắt đầu của một một ngày là kết cuộc của một đời thì ngồi suy nghĩ đúng không thì sáng chúng ta thức dậy chúng ta tu phải không chúng ta lễ vật Đó. rồi tới tối chúng ta cũng kết cuộc là lễ vật vậy thì vị thấy mở mắt ra là nhắc mình giác ngộ kết thúc của một ngày là nhắc mình giảng sanh nếu như mà ngày nào mình cũng như vậy thì thôi nó tuyệt vời cỡ nào quý vị thật sự luôn thì bây giờ mình tập sống chấp nhận thiệt thòi ở cõi đời này để mình lấy cái lợi ích ở thế giới cực lạc Đó. thí dụ như đa phần người ta sẽ không bao giờ chấp nhận thiệt thòi nhưng người ta có thể Dành cái mà phước báo có của họ Ở cõi đời Giả tạm Mấy mươi năm ngắn ngủi này Rồi cuối cùng chúng ta cũng đi vào Già bệnh và chết Chúng ta Chúng ta bây giờ nghe đạo rồi học Phật rồi Bây giờ mình Mình tư duy rộng một chút quý vị. Khi mình tư duy rộng một chút Thì quý vị sẽ sẽ thấy ra một đời người như thế nào Thật sự. Nhân Đức nói thật chứ Nhân Đức à, Vào chùa tu xuất gia Ở trong chùa được 15 năm Thật sự xứng đáng Thật sự rất là xứng đáng ấy vì. Phải nói là Ở hai ngôi chùa Đều là thờ Hoàng Kim Xứng đáng Của 15 năm Ở trong ngôi nhà Tam Bảo Niệm niệm nghĩ vì người Hết lòng vì người du la những đức bị tai tiếng gì nhưng những đức cũng niệm niệm vì người và hết lòng vì người những đức thấy cuộc đời những đức rất xứng đáng dù hôm nay bản thân những đức có chết đi chăng nữa những đức cũng cực kỳ xứng đáng và rất vui lòng vì đủ thật sự quý vị là những đức cảm thấy cuộc đời những đức gặp Phật pháp những đức thấy quá đủ nếu như những đức mà không gặp Phật pháp cuộc đời những đức vô nghĩa lắm. một ngày gói trong ngôi nhà tam bảo những đức đã từng làm qua ở ngoài đời một đời những đức cũng chưa từng được một ngày làm việc trong ngôi nhà tam bảo của những đức. Nếu như những đức không đi tu, không biết Phật pháp, một đời sống ngoài đời cũng chưa bằng. Không chi là 15 năm. Nên những đức cảm thấy quá mãn nguyện của cuộc đời. Mãn nguyện nhất của cuộc đời mình là đem pháp môn niệm Phật này giải rộng ra. Dùng đa dạng phương tiện Vừa buông đầu này bắt đầu nọ liền Quý vị ngoài đời Có khi cũng buông đầu này bắt đầu kia Để kiếm cuộc sống Để lo cho kinh tế gia đình Những đức buông cách niệm Phật hướng dẫn này Thì những đức lại bắt cách hướng dẫn niệm Phật khác Mong lợi ích cho người Dù là bây giờ mình Ở chăng, trong một căn phòng nhỏ nhỏ thôi. Nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy nhỏ như vi chẳng chứa cả hư không. Tuy là mình ở một nơi nhỏ nhưng tâm mình không nhỏ. Còn nếu khi có khi mình ở một nơi thiệt lớn nhưng tâm mình lại nhỏ. Mình ở nơi thiệt lớn nhưng tâm mình chỉ bảo vệ cái nơi này thôi thì nó rất nhỏ. Mình ở một nơi rất nhỏ nhưng tâm mình mở rộng lớn ra. Con người học đạo cái quan trọng là gì? Mở rộng tâm lượng sống như ngày tháng nhận thức ý nghĩa của cuộc đời mình đã từng chăm sóc qua người già lo lắng người già quan tâm người trẻ mọi mặt mình biết được lòng người như thế nào mình hiểu và cuối cùng một đời người tới tuổi già như thế nào mình hiểu thật sự những đức rất là sâu sắc về cái mảng này nên tại sao dù những đức cỡ nào quý vị cũng có thể dành tình cảm thương yêu đến những đức là vì cái tấm lòng mình đến với người ta làm sao. Thì nhất định người ta sẽ đến với mình như vậy thôi quý vị ạ. Dù cỡ nào đi chăng nữa. Những ngày tháng mà chúng ta gặp nhau cũng cảm thấy rất bình an. Và đó cũng là những ngày tháng mà vui nhất có khi trong cuộc đời của mình. Vui nhất. Nhưng ở trong cõi này thì không buổi tiệc nào mà không tàn. Không có niềm vui nào trong cuộc đời này mà không bị đổ vỡ. Nhất là người nghe đạo biết tu của chúng ta. Cái niềm vui và cái đổ vỡ trong cái niềm vui đó. Đó là cái vô thường để cho mình nhìn nhận. Để mà mình càng cố gắng muốn tu. Để mình muốn sanh về thế giới cực lạc. Nếu như những ngày tháng hoàng kim kia. Chúng ta gặp nhau hô hà và vui vẻ. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật tung hô vui vẻ. Những ngày lễ mấy chục ngàn người. Chúng ta thành công trong cái sự nghiệp thế gian này quá mạnh. Thì làm sao cho chúng ta nhìn được cái vô thường khi một ngày nào đến với chúng ta chúng ta có niệm phật để đi về thế giới cực lạc được hay không nên cái đổ vỡ niềm vui đổ vỡ hạnh phúc cũng là cái nhắc nhở vô thường không buổi tiệc nào không tàn đó quý vị à nên mọi người phải sống làm sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa dù cỡ nào thì buổi ra đi mình cũng nở nụ cười như bản tăng nhận đức. hồi nãy nói câu đó thấy không nhưng Đức rất là chấp nhận Cái cuộc đời mình đến khỏi này Và chấp nhận Khi những ngày tháng mà mình đã đi qua Nhất là 15 năm Ở trong ngôi nhà Tam Bảo Có những người có khi Cả cuộc đời người ta cũng chưa đủ duyên như vậy Dù họ ở trong ngôi nhà Tam Bảo Họ cũng sống những ngày tháng cho qua ngày Nhưng bản thân những Đức không phải như vậy 15 năm cực lực hết mình Gặp bao nhiêu sự trở ngại trùng trùng những đức giảng sống tồn tại được 15 năm ở trong ngôi nhà tam bảo. Nên những đức thấy cảm thấy rất mãn nguyện. Nên cuộc đời con người hãy nhận thức của một ngày đi vì. Mỗi ngày chúng ta mở mắt ra rồi gặp nhau rồi cùng niệm Phật. Để nhắc nhở mình ngày nay mình có chịu thiệt thòi được không? Nếu như mình chịu thiệt thòi được Thì trong gia đình của mình người ta nói một câu nặng nề Mình chịu đựng được liền Thật sự mình chịu đựng được Còn nếu như mình không chịu thiệt thòi Thì ta vừa nói một câu đậu, đụng chạm mình thôi Là tức khắc mình trả đũa lên liền Đúng không? Mình cứ chịu thiệt thòi hết đi gì sao Vì mình muốn giảng sanh cực lạc mà Chúng ta đã phát nguyện muốn sanh cực lạc Mình không chịu thiệt thòi Mình không chịu thiệt thòi thì mình không thể nào giảng sanh mình không sống một ngày để sống vui một ngày Mình chờ ngày nào để vui đấy Có nhiều con người chúng ta Ngày hôm nay bản thân mình Vẫn không thể nào có được niềm vui thật sự của nội tâm Mà mình chờ ngày nào Là ngày mình có hạnh phúc cũng có đâu Thật sự Nên Cái ngày hôm nay là cái ngày quyết định cho một đời của mình vị. Đó nó tích tụ cái nguồn năng lượng đó nó kéo dài cho ngày mai bắt đầu buổi sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục một ngày mới mà nó bắt đầu của ngày hôm nay là quý vị à đa phần con người bị cái bệnh là chúng ta chờ ngày mai và chúng ta thường bị lo cho cái ngày mai và bận tâm cho cái ngày mai và sợ hãi cho cái ngày mai đa phần là chúng ta bị cái bệnh là lo sợ cá nhân mình lo sợ cá nhân mình. Phần nhiều là bị cái bệnh là lo sợ cá nhân mình và lo sợ tổn hại mình. Có nghĩa là con người là ích kỷ, lo sợ cá nhân mình, lo sợ bản thân mình. Rồi cuối cùng bản thân mình cũng ra đi, chết đi. Không làm được gì cả. Nên chúng ta nên tạo cái mà chúng ta cầm theo được. Nên quý vị Mỗi buổi sáng thức dậy mình tu Mình phải cảm giác rằng Đây là cái mình cầm theo nè Mỗi một câu vật hiệu niệm là Đây là những cái thiện nhất mà mình cầm theo nè Mỗi một cái việc mình làm lợi ích cho mọi người Mình giúp đỡ với ai được tốt Là đây là những cái mình cầm theo nè Vì thiện với ác mình đều cầm theo Nếu mà mình làm thiện nhiều Mình cầm thiện nhiều Mình làm ác thì mình cầm ác theo Mình làm cái nào nhiều mình cầm theo cái đó à? Đó nên tự nhiên có người nghe đạo mình viết tự nhiên mình hiền quý vị. Tự nhiên mình hiền. Nên những đức nói rằng một số các cô những đức thấy đa phần là người nữ họ được thời gian tu nhiều. Nó. Một cái đạo tràng trên không chung của chúng ta người nữ tu rất là đông. Vậy thì những người đàn ông đâu mà không tu. Bây giờ họ đi làm, họ đi lụm thóc đem về. Mình là người mà được lên tu nhiều nè Vậy mà họ đi tha thốc họ cực Họ phải gặp bao nhiêu chướng ngại Sự trở ngại của cuộc sống Giữa con người không tu với người không tu gặp nhau Trở ngại họ Có khi họ về tới nhà họ mệt lã người họ Phiền não sáng xí Mình thì có nụ cười Mình niệm Phật mình vui mình an lạc Cũng là một người, đời người như nhau Nhưng một người thì tu tập niệm phật an lạc nội tâm một người thì phải vì lo gia đình mà phải đi tạo nghiệp tự nhiên cái tâm mình nghĩ ra mình thương họ mình rất là thương họ luôn mình rất là cảm ơn họ cuộc sống sinh nhai này bản thân họ phải lo trong gia đình mình ai là người lo cuộc sống sinh nhai nhiều nhất thì bản thân mình cực kỳ cảm ơn họ cực kỳ cảm ơn họ luôn do họ có la mình họ gầy mình nói vài tiếng với mình mình đừng có nói họ khó khăn tội nghiệp họ Tại vì không ai mà đi muốn bản thân mình Đi bực bội khó chịu làm gì Khi bực bội khó chịu bản thân mình Hãy nhìn nhận lại mình Lâu lâu mình bực bội khó chịu là bản thân mình thấy khổ Thấy khổ luôn Ví dụ như người chồng Người vợ thì đi làm việc Lo kinh tế gia đình Phải đụng chạm bao nhiêu việc Bản thân mình được tu mình nói tại sao ông sang si quá Trong khi mình được nuôi dưỡng Cái tâm bình an Còn người ta phải đối đầu Với cuộc sống không đơn giản nên thí dụ như mình ở trong chùa mình làm một người tu đi phật tử ngoài đối đầu với công việc cuộc sống họ phải đem vô họ cúng dường cho mình bản thân của mình thật sự mà nói tội nghiệp họ nên những gì mình làm được cho họ là mình làm bằng cả tấm lòng nên những đứa bây giờ là cư sĩ đi chăng thì thật sự mà nói cũng là có người ai mà không dai mượn cái cuộc sống này bí vì thì cũng phải làm một cái gì đó trong cuộc sống này cho nó ý nghĩa thì thôi bây giờ người Đức làm cái việc về mặt tâm linh mỗi ngày người Đức lên tu với quý vị rồi đem những cái mà mình tu tập sanh tâm ra đó mình gỡ đến quý vị vậy thôi đó. có khi một đoạn nói chuyện gì thôi mà có những người chúng ta tự nhiên mình có một sức cảnh tỉnh cực kỳ cao độ sức cảnh tỉnh tự nhiên nhắc mình ô cái người đó nhắc mình ngày nay phải chấp nhận thiệt thòi được thiệt thòi là phải chấp nhận chứ không phải là gượng gạo gượng gạo sẽ nó bùng nổ liền nói dòng dối mà muốn chấp nhận thiệt thòi được là phải làm sao tin nhân quả tin nhân quả cái thiệt thòi của ngày hôm nay của mình này, mà cái thành quả của ngày mai là mình đã thế giới cực lạc mình chấp nhận thiệt thòi không cái hơn thua của ngày hôm nay của mình này, là cái thành quả mà ở trong tam đồ ác đạo đó. thì chấp nhận được không? Cái hơn thua khỏi này nó được như ngón tay út. Nhưng mà cái quả báo nó phải chịu khổ đau trong tam đồ như hư không. Trả lại cho chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể chịu thiệt như ngón tay út. Nhưng cái có được của chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ở thế giới cực lạc thì lớn như hư không, đó. thì mình chấp nhận thì thôi liền quý vị, chứ không phải tự nhiên dùng cái câu thiệt thòi đi thiệt thòi đi, không phải, mà phải giải thích ra, vì sao chúng ta có thể chịu thiệt thòi được? người chấp nhận chịu thiệt thòi không phải là người ngu si, mà cực kỳ phải hiểu biết và có trí tuệ, nên giết rồi, mình nghe đạo mình niệm phật giết con người mình sẽ hiền liền, thật sự luôn, chấp nhận thiệt thòi hiền liền và trong hoàn cảnh nào mình cũng chấp nhận chịu thiệt thòi bây giờ thí dụ như người ta nói một câu nói quan thì chịu thiệt thòi luôn vì thiếu nợ trả luôn có nghĩa là mình chấp nhận trả nợ luôn trả cho xong vì sao vì mình muốn về thế giới cực lạc mình muốn về thế giới cực lạc nên mình chịu trả cho xong luôn nó không bao giờ có bỏng không vì cái nhăn mà đã từng gieo mà bây giờ cái quả nó mới đến với mình như vậy chứ chứ không bao giờ mà chuyện bỏng không đâu chồng thương chồng ghét vợ thương vợ ghét cũng là nhân quả mình đã từng gieo người ta đến với mình một khoảng đoạn đường để mình nhiệt tình nhưng mà cuối cùng người ta trở mặt với mình cũng là tại mình tại mình chứ không phải tại người ta vì nhân mình đã từng gieo với người ta như vậy về đến lúc quả người ta phải đòi mình như vậy nên cái người nghe đạo có thể chuyển nghiệp được chuyển nghiệp được chuyển nghiệp được Tự quá giải nghiệp mà quá giải nghiệp từ cái tâm này nè quý vị Quá giải nghiệp từ cái tâm này, này Nên cái câu ai với Đà Phật là duyên thuốc giải Để giải cái tâm đó Ai là vô với Đà là lượng Phật là giác Mình là đa phần là vô lượng mê Nên mình phải dùng cái câu vô lượng giác Để mà quá giải cái vô lượng mê Vì coi chúng ta là điều là vì mình Nên mê, vì mình là mê Vì người thân mình là mê Đa phần là chúng ta là cái tính này Nên chúng ta phải mê đây là vợ tôi, rồi đây là con tôi, đây là gia đình của tôi. Sự bảo vệ đó nó sanh ra sự mê hoặc liên đạo. Nó không có sai. Vì việc thế gian nó không bao giờ sai. Nhưng mà cái quy luật định luật nhân quả thì mình lại là mê. Đây là chúng ta nói với những người nghe đạo của chúng ta thôi. Và những người mà không nghe đạo thì thôi. Nam mô di đà Phật. À, đó. Nên từ nơi đó mà nhận thức được thì quý vị, vị biết. Đây không phải là một đời này mà là đời đời kiếp kiếp chúng ta đã bị bị chói bị, bị trong cái dòng lãng quẳng này nó bị chối lâu quá nó chói lâu quá giết thành quen luôn nó chối lâu quá giết thành quen luôn giống như mình ở trong cái căn nhà không thấy ánh nắng bước ra gặp mặt trời đau mắt nó quen luôn nó quen ở trong cái căn nhà đó thấy chưa nó, nên mình đời này mình phải phát tâm nghe đời này mình phải sanh cực lạc nếu không là mình mình tiếp tục ở trong cái lục đạo lương hồi này nữa nè đó, tiếp tục nữa đó nên bây giờ mà vợ chồng người thắng mà được ngồi với nhau nghe mà cùng niệm phật mà cùng học tập gì thật sự như đức nó mới bị hạnh phúc lắm trong cái quả địa cầu này quý vị là người đang hạnh phúc lớn lắm không mấy người được gì đâu nên nó phải nhận thức sâu sắc để chấp nhận thiệt thòi để vui trả nợ và biết sống sống một ngày biết vui một ngày. Sống trong mọi lúc mọi nơi trong mọi hoàn cảnh mà có thể chấp nhận và tìm Phật có nụ cười. Thế đời này chúng ta về thế giới cực lạc gặp nhau. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ai Di Đà Phật. 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 Chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc quý vị A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.